chị sẽ đi dán mũi cho quả mí ngô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chấm cái bí ngô này. Như vậy là chị đã được quả bí ngô rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ đi làm con ma bằng giấy nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ này. Bây giờ chúng mình sẽ cắt theo cái đường hình này. Đuôi nhé. Mình sẽ gặp bằng phần thân của con ma thôi.
chị đã hoàn thành xong rồi đấy. Chúng mình có thấy dễ và đơn giản không nào? Nếu chúng mình thấy hay, video của chị hay thì chúng mình hãy like và đăng ký kênh chia sẻ giúp chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.